Gì đấy? Đến giờ nhắn gửi lời yêu thương. Ôi rồi ôi. 2 tiếng một tin nhắn, 3 tiếng một cuộc điện thoại. Đủ phê chưa? Có mà phê lòi ra ấy. Lập trình thế này ha, có mà chạy vào mắt. Chạy thế nào được? Post cái hôm nay lên nhờ, cho nóng. Để đấy đã, tồi gì. Thế đi chơi đi. Hey, 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 hey. Em đây ạ. Em đang ở đâu đấy? Em đang đi cùng dì Liễu. Em đặt bánh khúc rồi, mai mang sang cho bà nhá. Cảm ơn em. Chỉ cảm ơn không thôi à? Không nhớ em à? Nhớ. Này, em đi với dì cũng về sớm đi nhá. Dạ vâng ạ. Anh cũng ngủ sớm nhá. Nhớ là đừng tơ tưởng đến cô nào đấy. Yêu anh. Ừ. Thế nhá. Bye bye. Mình chia tay nhá. Thật sự bây giờ em đang rất xấu hổ. Em không dám đối diện với anh đâu. Em có tự trọng mà. Cho nên là cả anh và gia đình anh không cần phải làm thêm bất cứ một việc gì để làm cho mọi thứ nó rối rắm hơn đâu. Anh đã nói rồi. Anh yêu em. Đến cả chính anh cũng nghĩ là em đũa mốc và đòi tròi mâm son đúng không? Việc được anh yêu là như được anh ban ơn đúng không?